nhớ cho nó nhớ cho nó chia chứ cho mấy phong như nhà lo nhà giờ xin lo xin giờ số lên số tôi chuẩn bị chờ nhau số lên số tôi nè nó nói chè của tôi thì chế của dùng một xe chậm lên bể tê nó xe của tôi trong đi chờ phải cho nên chỉ chỗ phong như lần thứ một xe ok xe tôi nó nói xe chậm lên tôi trong đi chờ nè. Tôi xin một cái lời tôi lắc cá cho. Phát cái gọi nữa. Cái xin mà này cứ phát cho chẳng cho. Cô xí tên là thế sứ. Cô thế rồi chơi có chuyện đến nó cứ tôi hỏi thế nào nếu phát kinh coi nè thế chuyện mà nếu họ phát cho chẳng rồi mẹ ai xứ nếu chỉ muốn rồi lo cái chuyện à chỉ cho yên luôn tận yên luôn tận đến nào giờ tôi mới cho họ con đông nó xì cho chẳng biết nên cứ tôi trong kinh coi thế nào cứ tôi chỉ chế nên mới xét cho sát tận nó là cứ tôi thôi chậm lấy mà mó cần cầu thế nào để xin mà bé sấy có máy thì chả sánh hay của tôi rồi nhỏ để xin mà chậm lấy nó mà phá cần cầu thế nào để chậm lấy nó nào cô tôi chơi gì mà tôi chơi thì tôi chỉ cho vậy cô cho chơi gì nó là nó tận đây tận nó cứ mày tôi món thua cho chấm đây có tôi món khen gọi thế nó hả chấm đây nó nè nó nào mà xả cứu chỉ cứu thế này nó nào mà do mùa tết mà gió mà tết không gọi tết gì mà bây giờ tôi giữa khó cho về lúng sàn nào thế chứ bây giờ tôi giữa khó cho thế à giờ mình chỉ trong nó chỉ thay ký mà đi mùa tết nào chấm đây nó mà phát cái gấu liều ở bên nào cho nên phải một xe không phải là cho xe nếu bố tôi trong thế nào gửi cho mang gửi số cho vấn đề thế rồi nếu lo đuổi cho nó thế nào mình gửi cho anh gửi số cho chị nên cũng là lo kinh gọi liền á nên cứ lần đầu tiên cái kinh gọi liền là gửi cho anh đây cũng tôi một kinh gọi thế nào mày cứ cho tao cho u cho nó cho tao tên nó thế nào còn cứ tao mà mó kinh gọi thế mày gửi chấm lên mà tôi trong khăn gấu liu chấm lên mà máu khăn gấu đi lúc trên nó chè lại tao tỏ biết cho lên rồi cho nó để cứu chuyện cho thấy lên tiếp nó thế ý cho lại cứu cho thấy cho lại chuyện tao tỏ cho chết xíu để bé xa lông xa nó chè bé ở liu tế cái lý khăn gấu đi nè
nhà thì đun nếu cô chỉ muốn đun hai thế chị với cô đi cần gọi gì á ước họ chị xin để cho đông để làm cho sao phải non để cho luôn đó đấy để cho sao phải chị ước đi nữa. Mày cứ cho sĩ cô mở cân cầu cho nó cho sĩ cô cho tao cho nó cũng mở cân cầu cho nó chẳng đây là mà mày cứ tôi trong cân cầu cho nó sự mất mất học bọn đông chị cho bọn đông nói chị này cứ lại trong cân cầu đi theo thế chứ nó của tôi thì chị muốn cho sát tao nó chị nhiều lo sao ta nói thế sẽ yếu dụng mũi cha ta cần gọi liếu tô mọc cân gấu thế nào thì xí là sau này nó lại chê dạ em nó tận đây nó mọc đi tô ở bên nó mọc đi tô món chọn cho nó tô nè mà tô mới chọn bọn nó dễ dàng chọn bọn nó mà làm cho cân gấu đi không biết lúc nào mà tôi không chạy ạ. Ừ. Nó chấm lên đúng. Nó về nắm lên chú này rồi à? Ừ. Thì nó nhầm. Nó sẽ phải nó tôi thì tôi đó mà. Nó đặt tên là chị chú mà nóng đầy ở cho o dạ nóng nữa. Như vậy không nên đủ hỏi vậy thôi. Lại tìm đây ốc tê nó dạ. Thế chị cũng tôi cho đôi thế. Chị thơ thơ chồng cho chồng nó thế xin ạ. Của tôi chỉ có tôi xem đây nó sẽ dạo chị bây giờ muốn xây phong mày thì xây gì gì lại thì xây phong mày thì xây gì gì là chị bây giờ muốn về ta lấy thì nó bây giờ muốn giữa khó cho muốn luôn đồng thì nên đâu muốn thì à chị nó của tôi chỉ ta tạo muốn giữa biết bao con nòng cho muốn cho phong mày cho mình nhiều nữa phong mày cũng ở với cho mình nhiều chị nếu cứ là to không có thấy gì muốn sao chị nếu cứ là to thì không có thấy nhà dòng mà nhà quá không nộp kinh rồi nè sẽ hay lẽ thổi vô mày mà cái tiền mới cho nên thì ta sẽ dùng mà vui rốt sẽ tiền lại giọt nó rất rơi xuống nó mới xí thế à chị của tôi thì chị đã tỏ dê còn nó muốn cho bé phong mẹ là nó
เจ้าเอ๋ยฮะอยู่ละอีกขอขนมเนาะตัวโตพ่อใหม่จะไม่หย่อนนะพ่อใหม่จะไม่หย่อนเจ้าเอ๋ยจ่อที่สุดนะเบ๊ะเจ้าไม่หย่อนจงยังโกเจ้าโอ้โหโอ้โหสินะมันชิฟ้าเลยจ่อยลังอีปอเอาไปปอนะเนี่ยจ่อตุ๊กยังตุ๊กยังไปเตี้ยอ๋อเอ็มมี่ตัวเอ็มมี่ตัวไปเตี้ยอ๋อตุ๊กยังเจ้าไปปอนึงอ่ะ มาจอยเป็ดตัวนั้นนะมันก็รู้เจ้าลุงนอนนะมันก็รู้เจ้านะลุงนอนเนี่ยเจ้าร้อนสองเท้าเดือดลิงก็กูยังเนี่ยปอนะลุงพ่อใหม่ก็รู้เจ้านะได้ใช่ไหมกูอยากขนมเท้าตัวเสียวพ่อใหม่เท้านอนเนี่ย โอ้นักขนมเออเตยจ้ะก็เดี๋ยวกาเล็กกาจิบัวเนอะนอกตาจ้ะอะไรปะกาอะไรเนี่ยหลอนจีนในลิ้นนะสินะ จอเนี่ยจะพุ่งเยอะเนี่ยปลาดัดเต๋อเท่เนี่ยฮะปลาติดตันใช่ปลาดัดเต๋อเนาะ